đây là đâu? Mấy người là ai? Tụi tôi cũng giống như cô vậy đó, bị lạc rồi bị nhốt ở đây. Tới giờ rồi, nhanh lên. Mày nhanh lên, qua đây tụi nó đợi kìa. Phía bên kia là cái cửa sổ. Mỗi đêm tụi nó tới, tụi nó theo dõi tụi mình đến khi mặt trời mọc. Hình như tụi nó thích người mới lắm á. Đi gì vậy? Tụi nó đang làm gì vậy? Tiếng vỗ tay, tụi nó thích cô lắm á. Tôi không muốn ở đây, tôi phải trốn ra ngoài. Cô nghĩ tụi nó cho cô đi dễ vậy hả? Ở đây có rất nhiều luật. Không được quay lưng lại với gương. Không mở cửa sau khi trời tối. Không đến gần hang động và luôn ở trong ánh sáng. Vậy rốt cuộc tụi nó là cái gì? Tôi gọi tụi nó là lũ theo dõi.